Không riêng gì con người mà tình mẫu tử còn là điều rất thiêng liêng với động vật. Nhiều người có suy nghĩ là vật thì làm gì có tình cảm, nhưng hóa ra sự thật lại không phải như vậy. Bản năng bảo vệ của một người mẹ ở thế giới động vật cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhiều khi vì đứa con của mình mà những con vật có thể làm nên những điều không tưởng, chẳng hạn như đoạn clip dưới đây. Theo Tân Hoa Xã, một người đàn ông sống tại vùng Mình Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cứu chó mẹ cùng các đứa con của nó từ mô đất bị nước lũ bao vây tới nơi an toàn. Tuy nhiên, khi người đàn ông trên đưa được đàn chó tới chỗ nơi an toàn, thì chó mẹ phát hiện một đứa con của nó bị dòng nước lũ cuốn đi. Lập tức chó mẹ nhảy xuống nước của con rồi cố gắng bơi trở lại vào bờ. Sau khi video ghi lại sự việc trên được đăng tải trên mạng xã hội Weibo, nhiều cư dân mạng đã hết lời ca ngợi hành động xả thân cứu con của chó mẹ. Tình mẫu tử luôn rất vĩ đại, bất kể đó là của người hay động vật, một người dùng Weibo viết. Điều mà người ta cảm động không nói nên lời chính là tình mẫu tử thiêng liêng của loài vật. Mặc dù chúng không thể nói hoặc biểu lộ ra như thế nào, nhưng điều chúng có thể làm đó chính là bảo vệ cho con chúng có thể sống tiếp.